Kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ dành cho tạp chí thể thao số 182 ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với phóng sự phát triển bóng đá trẻ Điện Biên đi lên từ công tác đào tạo đến các giải đấu. Bên cạnh đó, khi mà dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, một trong những yếu tố giúp đẩy lùi bệnh dịch đó là luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, với tình trạng dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, hàng loạt các hoạt động thể dục thể thao và các giải thi đấu thể thao bị hủy hoãn thì việc rèn luyện sức khỏe cũng cần được điều chỉnh. Nhiều khuyến cáo không nên tụ tập nơi đông người đã được đưa ra. Vậy để duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao tại các cơ sở rèn luyện thể dục thể thao và người dân thành phố Điện Biên Phủ đã có những giải pháp cụ thể nào? Xin mời quý vị và các bạn đón xem chương trình. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với tâm nguyện nhằm tạo ra một cái nôi đào tạo bóng đá trẻ và ươm mầm cho các tài năng bóng đá tương lai. Chính vì vậy, thời gian qua, Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Điện Biên Football đã liên tục mở các lớp đào tạo bóng đá cho các em thiếu niên nhi đồng. Cùng với đó là tổ chức các giải bóng đá trẻ để các em được giao lưu cọ sát, nâng cao kỹ năng và trình độ chơi bóng. Phản ánh của phóng viên tạp chí thể thao. Đây là một trong những buổi tập của các bạn trẻ thuộc Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Điện Biên Football. Mỗi tuần các em được tập luyện 2 đến 3 buổi như thế này. Dù mưa hay nắng, nhưng mỗi khi ra sân tập, các huấn luyện viên, các em học viên đều rất vui vẻ và hăng say cùng nhau luyện tập. Theo các huấn luyện viên Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Điện Biên Football cho biết, nhận thấy phong trào rèn luyện thể dục thể thao nói chung, môn bóng đá nói riêng đang được các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh nói chung, địa bàn thành phố Điện Biên Phủ nói riêng quan tâm rèn luyện. Bởi vậy, để đáp ứng được nhu cầu rèn luyện chơi bóng của các em, Trung tâm Bóng đá Cộng đồng đã không ngừng tổ chức và mở các lớp đào tạo, tạo điều kiện để các em có được sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời còn giúp các em được rèn luyện, luyện tập một cách bài bản so với cách chơi bóng theo phong trào. Đến với Trung tâm Bóng đá DBF thì thấy là từ năm lúc thành lập đến giờ thì tinh thần của các bạn trẻ đi học nói riêng và các phụ huynh nói chung là rất ủng hộ. Vì đưa các bạn đi học từng buổi rất sớm, trong khi đến học thì các bạn cũng chấp hành đúng giờ giấc, thời gian. Nhưng mà thời gian vừa rồi thì có một đợt thì do dịch Covid thì đối với cách ly xã hội ấy, thì toàn học viên phải nghỉ. Nhưng mà đến đợt này thì là do thấy là tỉnh mình là cũng phương án cách ly là nó cũng chưa ấy lên mà học viên thì vẫn có thể đi học được. Nhưng mà tránh để trên 30 người, vẫn tách thành hai lớp để cho đảm bảo cái quy định chung của nhà nước. Cái lớp này thì không chỉ là học để vui chơi khỏe mà chúng ta nhiều lúc trong lớp thì sẽ đưa những bài học về thể lực cho các con. Để các con phát triển kể cả về tư duy hay là phát triển kể cả về thể lực để kháng được những cái bệnh tật hay là những cái thú vui như kiểu điện thoại chẳng hạn. Được đào tạo huấn luyện trên mặt sân là cỏ nhân tạo với đầy đủ các dụng cụ trang thiết bị để luyện tập. Điều đó đã giúp cho các em hiểu được những phương pháp luyện tập từ cơ bản đến chuyên sâu, đáp ứng được với năng lực thể trạng của các em. Để việc đào tạo được hiệu quả, ban huấn luyện đã dùng các phương pháp luyện tập từ giáo án rèn luyện bóng đá nhí cấp quốc gia, đảm bảo cho các em nắm được những kỹ năng cơ bản về bóng đá. Ngoài ra, các huấn luyện viên tại trung tâm còn chia sẻ, bổ sung thêm những kiến thức và kỹ năng phát triển tư duy về chiến thuật, cũng như các kỹ năng sống cho các em. Con thấy rất là vui ạ. Được làm quen nhiều bạn mới và có thể làm cho sức khỏe mình khỏe hơn và không ở nhà xem TV nhiều. Bóng đá là môn con yêu thích nhất. Đến đây thì các thầy dạy cho con những kỹ thuật tốt và rèn luyện sức khỏe để chống dịch COVID. Có thể thấy từ những lớp đào tạo bồi dưỡng về bóng đá cho các em thiếu niên nhi đồng, trong thời gian qua, Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Điện Biên Football đã không ngừng tổ chức thành công các giải đấu như U15, U17, U18, U21, U23, v.v. Đây thực sự là những giải đấu hết sức ý nghĩa và bổ ích để các em có một sân chơi lành mạnh, nhất là qua những giải đấu như vậy đã giúp cho các em nâng cao được kỹ năng và chuyên môn về bóng đá. Cái giải U15 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thì về chất lượng chuyên môn thì tương đối là đồng đều. Tuy nhiên là cũng chưa có sự quan tâm nhiều của các bậc phụ huynh. Tại vì là trong bóng đá cần nhất là phải có những sự hỗ trợ của phụ huynh và hơn nữa là các huấn luyện viên. Tại vì các team ở đây là gần như là chưa có huấn luyện viên để chỉ đạo các cháu trên sân, đâm ra cho các cháu đá nó chưa được tốt lắm so với thực tế. Sắp tới thì
chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức cái giải U18 để tạo phong trào sân chơi lành mạnh cho các học sinh cũng như là các cháu rèn luyện sau những giờ học căng thẳng để có cái phong trào dần dần nó phát triển mạnh mẽ hơn. Khi đầu giải đến giờ thì cháu ghi tổng cộng là 6 bàn thắng. Sân chơi này thì rất bổ ích dành cho chúng cháu học sinh, cháu rất cảm ơn bạn ban huấn luyện và tất cả mọi người đã đồng hành cùng bọn cháu. Qua giải đấu này thì thúc đẩy cho bọn cháu cố gắng thêm, luyện tập thêm, rèn thêm nhiều kỹ năng cho bản thân và cố gắng phấn đấu để tiếp tục tranh những giải sau nữa. Dù mới chỉ phát triển từ lòng đam mê, song Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Điện Biên Football đang cho thấy công tác đào tạo phát triển bóng đá trẻ đang là xu thế phát triển thể thao hiện nay. Chính vì vậy, từ những bước thành công ban đầu, trong năm 2021, Trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo và tổ chức thêm nhiều giải đấu, tạo điều kiện cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố nói riêng, trong tỉnh nói chung, vừa được đào tạo, bồi dưỡng, vừa được tham gia thi đấu để nâng cao trình độ. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ của tỉnh về việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh, những khu vui chơi giải trí, nơi thường xuyên tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19. Do đó, để cùng chung tay thực hiện tốt sự chỉ đạo này, hiện nay các cơ sở kinh doanh, phòng tập gym, sân vận động, các khu vực quảng trường, nhà thi đấu đều đã tạm dừng và không tổ chức các hoạt động thể thao đảm bảo hạn chế việc tụ tập đông người trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên tạp chí thể thao về vấn đề này. Có thể thấy trước đây, tại câu lạc bộ gym Tâm Đỏ, thành phố Điện Biên Phủ, ngày nào cũng có trung bình 200 lượt người đến đây để rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe như thế này. Thế nhưng do ảnh hưởng và những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của Chính phủ của tỉnh về việc tạm dừng hoạt động, tránh việc tụ tập đông người, qua đó cũng như các cơ sở kinh doanh khác, tại câu lạc bộ gym Tâm Đỏ cũng đã tạm dừng hoạt động để chung tay phòng tránh dịch được hiệu quả. Để thực hiện cái nghị định chung của Chính phủ về dịch bệnh COVID-19 ấy, thì phòng tập câu lạc bộ thể hình của bọn em bên Telegym ấy, Tâm Đỏ ấy, thì cũng tạm ngừng hoạt động từ hơn một tuần nay để thực hiện quy định của nhà nước. Chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến một phần doanh thu của câu lạc bộ rồi, nhưng mà mình theo quy định mình cứ đóng cửa. Bình thường thì hoạt động rất là đông khách, ngày nào cũng kiểu mở cửa từ sáng rồi đến chiều. Nhưng mà từ ngày có dịch bệnh thì mình phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, không mở. Chung tay góp phần ngăn ngừa dịch bệnh, tụ tập nơi đông người để tránh ảnh hưởng đến cộng đồng. Với người đàn ông này cũng vậy, trước đây dịch COVID-19 chưa bùng phát, ông và mọi người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao ở sân vận động tỉnh. Tuy nhiên, do mức độ và diễn biến phức tạp của dịch nên các khu vực trung tâm sân vận động, nhà thi đấu đã thực hiện việc đóng cửa, tạm dừng hoạt động thể dục thể thao để phòng dịch. Do đó, bản thân ông đã tự chủ động cho mình trong việc rèn luyện sức khỏe, đồng thời tránh tập luyện tại những nơi đông người như trước đây. Trước kia thì thường chúng tôi thì nghỉ hưu rồi mà. Thì thường là tập ở sân vận động, bà con rất là đi trong sân vận động buổi sáng buổi chiều rất là vui đông đủ. Nhưng thực hiện cái chủ trương của Chính phủ là không tập trung đông người, thì chúng tôi khắc lo tự lo nếu mình đi tìm cái chỗ thì tập cho nó đảm bảo sức khỏe. Chúng tôi từ giải pháp ra đi quanh sân vận động trên sân vận động là đã cấm đông người rồi, thì chúng tôi tự đi tìm chỗ quảng trường hoặc là lên tượng đài để đi tự mình đi vận động cái thân thể của mình cho nó khỏe. Chống virus corona. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là để ngăn ngừa dịch bệnh và giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân, không để người dân tham gia vào các hoạt động thể thao đông người như trong khu vực sân vận động, nhà thi đấu thể thao. Hiện nay, Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh đã tạm dừng đóng cửa các khu vực này để thực hiện công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì hiện nay thực hiện cái chủ trương chung của Chính phủ cũng như là của tỉnh về tạm dừng các cái nơi đông người như sân vận động, rồi các cái phòng tập gym và các cái khu quảng trường nơi mà nhiều người dân thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Thì như quý vị và các bạn đã thấy là hiện nay là các cái khu như sân vận động đây thì cũng đã Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh cũng đã tạm dừng đóng cửa để mà
phòng tránh cái lây lan dịch bệnh COVID-19. Đây cũng là một trong những cái giải pháp để mà phòng tránh cho cộng đồng trong cái việc chung tay phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Để đảm bảo an toàn, nhất là thời điểm hiện nay và trong thời gian tới, mọi người dân nên ít di chuyển và thay đổi phương thức tập luyện thể dục thể thao sang các hình thức phù hợp khác như tự tập luyện ở nhà, không chơi, không luyện tập nơi có đông người. Việc làm đó sẽ là cơ sở quan trọng để mọi người cùng chung tay góp phần hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, để cùng chung tay thực hiện tốt sự chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, hiện nay các trung tâm đào tạo bóng đá, sân bóng đá cho thuê đá bóng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã nghiêm túc trong việc đóng cửa, dừng tổ chức các hoạt động thể thao để phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên tạp chí Thể thao. Đã từ nhiều năm qua, hai sân bóng đá mini Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp, bởi đây luôn là nơi để các câu lạc bộ, các bạn đoàn viên thanh niên đến để thi đấu, chơi và tập luyện bóng đá. Đặc biệt vào thời gian từ 4 giờ chiều cho đến 20 giờ tối, hai sân bóng này lúc nào cũng kín sân bởi các cầu thủ đến chơi và đá bóng. Thậm chí hai sân cỏ này còn là nơi để các đơn vị tổ chức các giải thi đấu bóng đá mini khi các đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tổ chức thi đấu. Theo anh Nguyễn Quang Hưng, Ban Quản lý Sân Bóng Mường Thanh cho biết, trong thời gian từ tháng 1 đến nay khi Điện Biên xuất hiện các ca nhiễm COVID-19, Ban Quản lý Sân đã nghiêm túc dừng và không cho thuê, cũng như tổ chức các hoạt động thể thao nào để phòng chống dịch. Trước đây thì hàng chiều thì các đoàn viên thanh niên đến hoạt động của Sân Bóng Mường Thanh rất là đông. Nhưng từ khi có chỉ thị của Thủ tướng là dừng mọi hoạt động tụ tập đông người, cho nên là chỗ quản lý sân bóng cũng tạm dừng tất cả những hoạt động, mặc dù là rất ảnh hưởng đến hoạt động thể thao của các đoàn viên, nhưng mà vì là mục tiêu chung của nhà quốc gia, cho nên là sân bóng cũng chấp nhận là để dừng hoạt động và để chung tay chống dịch COVID-19. Môn thể thao này là chúng tôi cũng rất thích, nhưng mà do dịch COVID nên là được hạn chế phải ra sân. Thường bây giờ chỉ được chơi 1-2 người. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay tại 8 sân cỏ nhân tạo trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ như các sân cỏ Mường Thanh, sân Tapo, sân Lai Nhàn, sân Pomla, v.v. đều đã tạm dừng, không tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, cũng như không tổ chức việc rèn luyện, luyện tập bóng đá cho các bạn thanh thiếu niên nữa. Việc tạm dừng như vậy đã ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các sân bóng, cũng như làm gián đoạn việc luyện tập thể thao, chơi bóng đá của các câu lạc bộ, các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Tuy nhiên, việc tạm dừng như vậy lại đang góp phần quan trọng trong việc chung tay phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được hiệu quả. Ban quản lý sân cũng đã quyết định dừng lại những hoạt động thể dục thể thao sau những giờ làm việc của các câu lạc bộ thường xuyên sinh hoạt ở sân bóng Tapo. Thì cũng đã phải dừng lại những hoạt động đấy để cùng chung tay chống dịch cùng với chỉ thị của chính phủ. Nó ảnh hưởng rất lớn đến sân chơi của các đoàn viên thanh niên và các trẻ em. Thì các buổi cuối tuần thì các cháu sẽ có được học tập và chơi vui vẻ sau những giờ học cuối tuần. Thì cũng ảnh hưởng rất là lớn. Thì các đoàn viên thanh niên thì không có sân chơi. Thì bây giờ do cái dịch virus nó căng thẳng như vậy thì chúng ta phải chung tay để đẩy lùi cái dịch. Có thể thấy các sân cỏ tạm dừng các hoạt động thi đấu rèn luyện, luyện tập đá bóng đã thực sự ảnh hưởng tới việc rèn luyện, luyện tập bóng đá của giới trẻ. Dù có ảnh hưởng như vậy, nhưng vì cuộc sống cộng đồng, vì sự an toàn của mỗi cá nhân và xã hội, việc tạm dừng các hoạt động thể thao tại các sân bóng đá nói riêng, các khu vui chơi, luyện tập thể dục thể thao khác sẽ góp phần quan trọng để chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19 được hiệu quả. Phóng sự vừa rồi đã kết thúc chương trình tạp chí thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí thể thao số 183 cũng vào khung giờ này thứ ba tuần sau.